Mình nằm trong hội những người thích lái xe để kiếm tiền, mong Bruh. muốn làm chủ bản thân. Đồng nghiệp có lên xe ôm, đàn em có tài xe máy, xe lai lụa. Ok, như các bạn thấy trên thư đề thì chắc chắn ngày hôm nay là mình sẽ không chở người rồi các bạn à. Mình không phải đi vào những cái bến xe truyền thống để mà giao lưu túy quyền với mấy anh xe ôm thân thiện. Cũng như mình cũng không cần phải chờ dưới chung cư một tiếng đồng hồ để mà giao một đơn đồ ăn được 11.000 các bạn. You're the Chinese food. Hôm nay bố mày đi giao hàng. Đi Vinh hơn đúng không chị? Đúng Trên rồi, sếp ạ. trong đây ghi hàng công cần. Có cái bệnh cho sếp hả? Dạ em cảm ơn. Đây, cú đầu tiên thật là may mắn các bạn à. Đây là một cuộc xe phải nói là các bạn gặp người tốt mới được thôi. Hôm nay mình cũng ăn chay niệm Phật nhiều. Cú này thực tế là thu nhập chỉ được có 30k thôi, nhưng mà vì khách tích vào hàng công kênh và áp mã khuyến mãi, mình được đâu đó tầm 60 các bạn à. Rất là ngon luôn. Cú đầu tiên ngon 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 thơm. Cuốn này giao ở khu Landmark Phù các hợp bạn hơn bên à. nào vậy? Và chị khách này nhắn là bây giờ là chị không có ở nhà nên là em gửi hộp thư giúp chị. Mình nghe mình thấy khỏe vãi các bạn à, không phải chờ đợi, nhưng mà khi mà tới cái hộp thư á thì vãi cả đái luôn, chóng mặt luôn các bạn, không thấy mà cứ quề luôn. Mà trong đây tầm 4-5 khu gì đó mà kiếm cái số các bạn à. Cái số trong này đâu cũng theo một bất kỳ một cái thứ tự nào đâu, là mình đi ra hỏi bảo vệ luôn. Cái hộp thư số này vào cái khu nào ạ? Ủa, 0917 không thấy ta. Nói chung là phải cố gắng kiếm thôi các bạn ơi. Mình phải dò từng số và nó không theo một bất kỳ một cái thứ tự nào hết, rất là mệt. Và mình cố gắng mình dò riết mình như rờm luôn các bạn. Tìm từng con số, dò đâu có mắt luôn. Oh Mà cảm giác ngồi 15 phút dò ra số như chút vé số luôn các bạn ạ. Thực sự là hơi chóng mặt nha. Hôm nay sao mày hên thế nhờ. Mày lại tiếp tục nhận được một đơn xe nữa các bạn à. Và đơn này là đơn 2 giờ nhưng mà nó ghép cho mình hai đơn. Kính rồi. Dạ đúng rồi. Bên kia gửi tiền anh. Dạ. Và hình như mình được đâu đó tầm 70 ngàn các bạn à. Quá ngon luôn. Cái này là mình đi giao kinh. Kinh Phật đó nha các bạn. Nghĩa là mình đi giao kinh thì mình không nên nghiệp. Anh chưa? Dạ. Lại cho thành 10 người. Rồi, em cảm ơn. Đeo cái gì như đang ngồi. Có cái cục gì ngoài đó. Camera. Hả? Camera thì. Ok, tiếp tục là một đơn qua Vinhome các bạn. Hơi đảo nha anh. Mình vừa mới nhận được một đơn khá là sàn ở đây. Đơn này là đi qua phà Cát Lái các bạn ơi. Alo. Em tới cổng trường rồi nè anh ạ. Đúng rồi. Ở bên khu phà Cát Lái thì chạy đêm khá là căng á các bạn. Nhưng mà này là đơn ban ngày thì ok. Buổi tối thì mình cũng hay qua đó uống cà phê. Ở đây cũng hay có mấy quán cà phê hay cạo gió rát hơi. Cũng ngon lắm các bạn. Em chứ không biết em có đặt đúng là bên cái cổng C của cái cảng Cát Lái chưa ta? Đúng rồi, đúng tại rồi. nhà em gửi cho cơ quan với người ta À, là ra đó gọi bên này để đúng ra rồi đây hả? rồi sẵn bên đó em hình như em chọn là bên đó trả tiền đó đúng không? Đúng rồi. Rồi có gì nhờ anh khu vực bên đó cho em nha. Ok. Đang tới cảng C các bạn ơi. Cà phê chen đúng không anh? Cà phê xanh xanh đúng không? Chị Nhung là chị nào? Chị Nhung à? Chị ơi, chị ơi. Cho em gửi hàng cho anh Chiên. À, nó thì kêu nhắn giùm không? dạ chị Nhung Đây. năm mươi chín nghìn 59.000. dạ. Cảm ơn nha. Em trong này áp rồi anh, từ anh mấy giờ mấy đơn? Một đơn anh. Đầu kia. Anh ơi. Anh ơi.
Xin giao hàng quá chị. Em quay một tí thì nó cho đơn mình về trung tâm đấy các bạn à. Cuốn này đi về Bình Thạnh. Giao qua kinh tế đúng không? Em trả cho anh trước 31 ngàn, xong qua kia bạn kia trả cho anh 40. Ok. Rồi, cảm ơn nha. Chú ơi. Thề khác gì Spider-Man không các bạn? Spider-Man phiên bản xe ôm. Chú bảo về trường này đúng không? Chú bảo về trường này đúng không? Ok, bây giờ là cũng trưa rồi. Tự nhiên có hai người nước ngoài này nhìn mình dữ vậy trời. Nhìn dữ trời. Alo. Alo, em tới. Đâu đó. Ok. Luôn đúng không chị? Gửi đi 16 đâu mà. Đúng rồi. Bên kia trả tiền hay chị? Gửi hàng cho chị Kim Quỳnh. Em qua chị xuống lấy đi. Để đây chị đó kia để. Ôi vạch cái đấy. 12 giờ trưa các bạn. Và nó phải cho mình một đơn 100 ngàn. Các bạn biết đi đâu không? Đi Biên Hòa. Oh shit. Mình không nghĩ là đi xong quốc này là mình có thể ngồi trên xe được đó các bạn. Cái quần mình sẽ dính vô cái yên luôn. Đây tiếp tục là quốc giao hàng. Nhưng mà quốc này là hai điểm đến các bạn ạ. Một điểm là đi qua Thủ Đức Bình Hòa á. Điểm là đi về Biên Hòa. Cách nhà mình chắc tầm 30 cây. Hay đi xong rồi sẵn đi về thăm nhà đúng không nhỉ? Anh sẽ đợi anh sẽ. Ok. Nghĩa hai tay anh đóng cái thùng nó cộng cạnh. Để lên luôn đi. Có gì tí Vinh Hôm em tháo ra em để. Một thùng rồi đúng không ta? Bỏ tay. Ôi. Ok không ạ? Ây da. Không nào. Anh dịch đẹp cho em. Ok. Cái này cũng phải giao hàng mà. Coi nha. Làm người tốt một phát là có người bắt chuyện ngay các bạn à. Đấy, cái này là vinh hạnh của người tốt đấy. Đây là câu chuyện tâm sự giữa hai shipper lúc rảnh thôi các bạn. Hai bên nói chuyện cũng vui vẻ thôi và thật là vãi. Thanh niên này cũng ở Đồng Nai luôn các bạn à. Oh shit. Tôi ở Đồng Nai làm shipper lên một tháng hai trái bơ người hơi dơ Đồng Nai shipper tới chơi. Mới Đồng Nai lên đây chạy xe không? Anh lên đây lâu chưa? Hả? Lâu rồi. Thôi đi nha. Sau một tiếng đồng hồ thì mình đã tới Biên Hòa rồi đây các bạn ơi. Làm shipper thì cũng kiếm được thêm cái nghề phụ hồ nữa. Khỏi tập tạ luôn ha. Về đây nói chung là không khí nó hơi khác một tí à, mà còn hơi sớm nên là chắc chạy xe không về thành phố thôi các bạn ơi. Xỉn nản luôn.